Ở phần này chúng ta sẽ thực hành với local date, local time và local date time trong Java 8. Chúng ta sẽ tạo ra một cái class mới ở đây. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo ra một cái local xx chẳng hạn. Để đơn giản chúng ta làm như vậy. Finish ở đây. Thì cái local date time, đầu tiên là chúng ta có cái local date thì các bạn sẽ thấy là có một cái package mới là java.time ở đây. Thì các bạn chọn cái này thì ld chẳng hạn bằng. Thì chúng ta sẽ không có được cái hàm gọi là hàm local date khởi tạo như thế này. Kiểu đại loại như là mình mà cố gắng tạo ra một cái local date bằng new như này là không có. Thì để tạo ra cái local date ấy, thì các bạn dùng cái hàm static của nó chấm. Thì có cái hàm gọi là hàm now, tức nó sẽ lấy cái giá trị tại thời điểm hiện tại chấm phẩy và các bạn in ra màn hình ld đây chẳng hạn. Thì lúc các bạn chạy thì nó sẽ hiển thị ra cái cấu trúc như thế này, tức là năm tháng ngày, hoặc là bây giờ các bạn muốn xử lý về thời gian lt bằng local time cũng now ở đây. Và chúng ta chạy thì nó sẽ ra cái giờ và phút giây rồi có cả millisecond ở sau nữa. Tương tự như thế thì chúng ta có một class khác là local date time đây, tức là nó bao gồm cả hai cái, thì cái này nó tương tự với lại cái date của trong các phiên bản trước. Sysout ldt. Các bạn sẽ thấy rằng nó hiển thị ra cả cái cấu trúc của ngày tháng rồi giờ phút giây ở đây. Tuy nhiên nó sẽ không có cái gọi là time zone ở trong cái kết quả giống như cả class date của cái phần trước. Thì như các bạn thấy là các hàm now của local date, local time và local date time đây sẽ lấy giá trị hiện tại của những cái giá trị ngày tháng và thời gian ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề là vấn đề formatter. Thì rồi giả sử như bây giờ các bạn muốn hiển thị ra cái cấu trúc mà mình mong muốn chẳng hạn. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó hiển thị ra là 20170816 chẳng hạn. Thế bây giờ chúng ta muốn hiển thị ra kiểu khác thì làm thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng mới là date time formatter ở đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó thuộc vào cái package là java.time.format. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái DTF bằng. Thì các bạn chú ý rằng là sẽ không có cái hàm là new date time format ở đây, mà chúng ta sẽ phải gọi cái hàm của nó là hàm static bằng date time formatter chấm. Thì chúng ta gọi một cái hàm gọi là of pattern ở đây. Thì lúc này ở pattern thì chúng ta truyền vào một cái pattern của cái string đấy, của cái string mà chúng ta muốn hiển thị ra. Ví dụ chúng ta ghi là dd mm ii như này chẳng hạn chấm phẩy. Và lúc này các bạn muốn hiển thị ra cái format của nó thì chúng ta làm như sau: ld chấm format ở đây, chúng ta truyền vào cái DTF này. Thì hôm nay các bạn chạy thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hiển thị ra cái giá trị là 1608, là đúng ngược lại với cái cấu trúc mà chúng ta hiển thị mặc định là 20170816 ở đây. Thì bây giờ chúng ta tương tự như thế, giả sử như các bạn có một cái string là date chẳng hạn bằng giả sử như là 20082017, và các bạn nói rằng là các bạn muốn biến cái string này thành một cái local date, thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ gọi một cái hàm của cái local date là parser ở đây. Thì nó sẽ có hai option, một là có một tham số, hai là có hai tham số. Thì chúng ta chọn loại hai tham số đây, chúng ta sẽ truyền string date vào trước và DTF vào sau. Thì cái hàm parser này nó sẽ convert một cái string là một cái char sequence đây thành một cái local date. Thì sau khi mà thực hiện cái hàm này thì nó sẽ có một cái local date. Thì để đơn giản thì mình chỉ in ra màn hình đây luôn. Và khi chúng ta chạy các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái object là date tương tự như cái object mà chúng ta đã tạo bằng cái hàm now. Đây thì chúng ta đã convert thành công một cái string thành một cái local date. Bên cạnh đấy thì những cái hàm như ld nó cũng sẽ có những cái so sánh. Ví dụ như là nó có những cái hàm is after chẳng hạn, hay là is before chẳng hạn, hay equal chẳng hạn, là những cái hàm mà tương tự như cái hàm before after mà chúng ta dùng ở hàm date, class date. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái hàm get giá trị của nó ra, ví dụ get day, get long, get month chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta hiển thị dạy sysout ld.get month. Thì hôm nay các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chạy ra và nó in ra August. Thì các bạn chú ý một điểm đấy là trong Java thì nó sẽ có các cái object gọi là month và
date ở đây thì lúc này các bạn giả sử cái man chẳng hạn, các bạn có một số cái hàm khác, tức là chấm phẩy một cái thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái giá trị gọi là get long này, rồi get value này, rồi get name hay là toString chẳng hạn. Thì bây giờ giả sử như các bạn muốn convert nó thành 9 chẳng hạn thì các bạn có thể get value ở đây, thành 8 chẳng hạn thì các bạn có thể get value ở đây thì nó sẽ ra giá trị là 8. Hoặc là ví dụ như là get name chẳng hạn, rồi các bạn ví dụ như là toString đi cho nhanh, toString chẳng hạn, thì hôm nay các bạn sẽ thấy nó sẽ ra là cái August, tức là nó sẽ convert một cái month thành một cái string. Thì cái gốc của hàm get month này nó sẽ trả về một cái object là month ở đây. Tương tự như thế thì các bạn hãy thực hành thêm với các LT và LTD ở đây thì nó cũng hoàn toàn tương tự. Ví dụ như các bạn có LTD, DT, các bạn sẽ thấy rằng các hàm của nó cũng gần tương tự như thế. Hay là LT chẳng hạn thì cũng có các hàm tương tự như get giờ, phút, giây ở đây, hay là millisecond chẳng hạn. Rồi cũng có những cái hàm liên quan đến is before, is after chẳng hạn. Thì các bạn có thể thực hành thêm cho LT và LTD tương tự như LD mà mình đã hướng dẫn các bạn thực hành ở đây.